Không, nhưng mà mình cũng là cái đấy thì là không nên chụp mà. Nhưng mà thực ra thì như là đầu ba mình cũng sẽ đi theo một cái xu hướng. Vâng, thưa quý vị, đối với chương trình chúng ta đã giới thiệu đến quý vị rất nổi tiếng, rất quen và chúng ta thường nghe và chúng ta thường hát Tình Đầu Tình Cuối của Trần Việt Thanh. Xin chào đón hai tiếng hát Thế Sơn và Thanh Hà. Cái nào rút tròn cái đấy rút qua, cái nào phải đặt lên ngâm đầu nhấp nhẹ nhàng ra bình thường phút cái phóng.